Thưa quý vị và các bạn, Hội An thu hút du khách bởi những con đường lung linh sắc màu, bởi những chiếc lồng đèn, bởi những cái không khí yên bình sống chậm rãi ở nơi đây và bởi những con người nhân tình thuần hậu. Hôm nay trong chương trình Kiến thức cuộc sống, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với gian hàng Mặt nạ thời gian để có một cái góc nhìn khác về Hội An thông qua những cái câu chuyện ý nghĩa được gửi gắm qua từng chiếc mặt nạ. Dạ, con chào chú ạ. Vâng. Dạ. Xin chào. Dạ. Mình đang làm cái sản phẩm mặt nạ đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ. À, chú có thể chia sẻ cho mọi người cách mà mình làm ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh không ạ? Trước khi mà tôi trả lời bạn, tôi giới thiệu là thơ qua. Dạ. Là không gian mặt nạ thời gian của tôi là mặt nạ thuần Việt và vải một lần duy nhất, không vải lại. Đây là sản phẩm của người Việt Nam và tôi cảm thấy rằng tôi rất là vui khi mà tôi được tung tấy ở trong một cái lĩnh vực mà nó thuần Việt như thế này, nó không bị lai can. Và tôi cảm thấy rằng công việc mình tương đối có ích, nhất là ở trong một cái khu phố cổ như thế này. À, con xin phép được hỏi là chú đã làm cái nghề này được bao lâu rồi ạ? Tôi làm từ cái năm tôi mới lấy vợ, năm đó tôi mới 23 tuổi. 23 tuổi tôi làm nghề này, rồi sau đó thì là tôi lại phải đi làm nghề làm đạo diễn sân khấu nữa. Thì hai cái nghề này nó đụng với nhau, một bên là đi, một bên là ngồi. Bên này ngầu và bên đạo diễn sân khấu thì phải đi nhiều. Thì tôi phải tạm dừng cái cơ hội, những cái khát vọng của mình về mặt nạ. Rồi đến cách đây 6 năm, thì khi mà tôi đã cảm thấy rằng là cuộc chơi sân khấu nó đã đủ rồi. Nó đủ với mình. Bây giờ mình sống có bổn phận hơn. Không có mình thì sân khấu vẫn có đạo diễn khác. Nhưng mà không có mình thì mặt nạ Việt Nam thì nó đi vào cái ngõ bế tắc. Sự thật người ta học tiếp theo. Mặt nạ mà có gì đáng để mà nói không à? Đi ở nước nào người ta mở tiệm ra cũng có mặt nạ châu Phi, mặt nạ Trung Quốc, mặt nạ Hồng Kông, Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc, kịch nô vân vân, kinh kịch. Còn Việt Nam mình không được mình không giới thiệu được cho nước ngoài một cái gì hết về mặt nạ. Mà cái mặt nạ nó rất quan trọng bởi vì nó là một phần của văn hóa Việt. Khi người ta mua của ta về, người ta treo ở trong tiệm của họ ở nước khác, thì có nghĩa là họ đang giới thiệu về một cái loại hình văn hóa Việt Nam. Cho nên tôi cảm thấy rằng là nói hơi vĩ mô chút, tức là tôi thấy rằng mình có trọng trách phải gánh cái chuyện này. Đó, thì nếu như tôi không làm thì sau này biết bao lâu nữa con cháu mới làm. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ có một mình tôi, không đâu. Trước đây cũng đã có một số nghệ nhân hoặc là một số họa sĩ họ làm mặt nạ. Nhưng mà có lẽ là do họ làm không tới, mặt nạ nó cũng có vài phần hơi nhăn nhúm. Rồi mà bên cạnh đó là họ không chọn cho một con đường, cho họ một con đường đi cho nó cụ thể. Chính vì vậy mà cái người mua họ quay lưng lại, rồi họ cảm thấy rằng là nghề này không nuôi sống được, rồi họ bỏ. Và vậy bây giờ thì họ không nuôi sống họ được thì mình tự thách đố mình là mình làm sao để cho nuôi sống mình được và nuôi sống kể cả nhân viên của mình được. Dạ thưa chú, thì để mà mình làm ra một cái chiếc mặt nạ nó hoàn chỉnh á thì mình phải trải qua những cái bước như thế nào ạ? Đây ví dụ như thế này, tôi đang dán một cái khung, có một cái cấu, có một cái cấu thạch cao ở trong, thì tôi dán cái khung này lên xong rồi thì tôi mới vô một cái lớp niềm bằng mây. Đây là mây, đây là giấy. Dạ. Và đây là thạch cao. Dạ. Sau khi phơi khô xong rồi tôi chà ra, láng rồi tôi dán một lớp giấy lại. Dạ, và mình dán một lớp giấy như thế này. Đào, đúng rồi. Dạ. Tức là khi mình đắp thạch cao xong rồi mình muốn sửa theo cái thế nào. Ví dụ như khuôn mặt của người nó hư dữ một chút thì mình sẽ đắp thạch cao cho nó cao, nó sâu mắt lên, nó cao lên. Dạ. Nó cao đôi mắt. Hoặc là người hiền thì cái đôi mắt nó ngang lại và nó... Đó, thì những cái tính cách của nhân vật sẽ được thể hiện trên cái khung thạch cao. Rồi sau đó rồi mới dán lại. Ta dán giấy lại, ta làm sạch. Rồi quăng lên một cái lớp dầu. Tới khi đó là ta vẽ. Đó, thì cái này nó cũng hơi công phu một chút. Nhưng mà điều là không sao, làm không có nghề nào không cực hết. Nghề nào cũng phải cực. Và càng cực từng nào, hồi trước thì tôi nghĩ là sao mà nó cực thế này? Bây giờ tao lại nghĩ khác. Càng cực thì nó lại càng có giá trị. Cái gì nó dễ dãi quá thì nó
nó sẽ trở thành một cái vật tầm thường. Thường thì một chú làm ra một chiếc mặt nạ thì tốn bao nhiêu thời gian ạ? Bây giờ tôi nói như thế này nha, tức là để hoàn thành một cái mặt nạ như thế này, không tính một người, ta phải tính thành bốn người, nó nhiều công đoạn. Vậy thì cứ tính bình quân ra là cứ bốn thầy trò thì sẽ làm ra một ngày 5 cái. 5 cái vị trí là 1.250.000 đồng nếu bán ra thành cái giá thành số lẻ, còn số giá sỉ thì tôi không nói. Vậy thì là nó cũng hơi thấp, nó hơi thấp thật so với lại thu nhập. Nếu như mà trả tiền nhân viên, trả tiền nhà, tiền cửa, tiền đầu tư thì hỏi có lời hay không, nó có lời là ở cái chỗ là không hẳn là tôi đã vẽ cái này 10 cái tôi vẽ 5 cái thôi, còn khách hàng tới họ thích, họ thấy cái này là hay, là họ muốn vẽ thì cái công vẽ tôi đâu có tốn nữa, vẫn một từng đó giá, tôi chỉ đứng dạy thôi, tôi đứng dạy. Và cái cách dạy cũng là một cái cách quảng bá về nghề nữa. Khi họ tiếp cận được với lại những đường nét vẽ của ông cha của chúng ta trên mặt nạ thì là họ đã vô tình, họ đã bị tôi dẫn dụ họ vào trong cái truyền thống, cái tính truyền thống của dân tộc. Và họ rất là thích thú, họ thích là bởi vì họ đã đi tìm ra được một cái gáp nhỏ của ông bà chúng ta để lại. Thưa chú, thì ở đây thì con thấy các sản phẩm của chú, mỗi cái mặt nạ thì nó sẽ có một cái hình khác nhau, nó không có cái nào nó giống nhau cả. Vậy thì qua từng cái chiếc mặt nạ như vậy thì nó gửi gắm cái ý nghĩa gì ạ? Đằng sau mỗi mặt nạ là một linh hồn. Thôi, ta là con người tầm thường, ta không dám nói chữ linh hồn. Ta nói đằng sau, ở trên mỗi khuôn mặt của mặt nạ, nó là một vấn đề, là một câu chuyện, là một lời gửi gắm. Và đặc biệt, gửi gắm thế nào đó là chúng ta phải đưa cái điều thiện tới cho con người. Chú có thể giới thiệu cho mọi người biết những cái ý nghĩa của những cái hình vẽ trên những cái chiếc mặt nạ này không ạ? Hiện tại của tôi cầm một cái mặt nạ. Cái này là một cái bức thông điệp tôi muốn gửi đến cho mọi người. Ở trong cuộc đời của mình có rất nhiều khúc quanh. Có những lúc chúng ta thăng và có những lúc chúng ta trầm. Có những lúc chúng ta thành công và cũng có những lúc thất bại. Vậy thì ta nghĩ gì khi ta thất bại? Có nhiều người thất bại xong rồi, cái là họ ngã lòng. Họ ngã lòng và cái thối rồi, cuộc đời tôi hết rồi. Như vậy là coi như tôi không thể nào tôi ngoi lên được. Không, ai cũng phải ngoi lên để chúng ta làm tiếp tục làm một con người bình thường như bao nhiêu người khác. Tôi không dám nói rằng là làm con người tốt đẹp. Vậy thì ở trong cái bóng tối cuộc đời của mình, ở trong cái bóng tối này, trong cái những cái thất bại của chúng ta, thì trong cái thất bại, trong cái bóng tối này, chúng ta phải gieo trồng những cái cây hoa, nở ra những đóa hoa tươi đẹp nhất, sáng lên trong cái màu đen này. Cái dòng chảy của cuộc đời mình gặp những cái điều không may mắn đó, thì cái dòng chảy này nó cứ chảy vào trong cuộc đời mình, nó chảy lặng. Vậy thì ta chặn nó lại ở đây, ta mở ta trong đầu óc của chúng ta, ta phải khai sáng ra, ta phải có ánh mặt trời. Cái mặt trời này nó lan tỏa lần ra và nó đẩy tất cả những cái này đi qua, và cái khuôn mặt của chúng ta lại sáng láng. Nếu không làm được điều đó thì màu đen này nó sẽ lắng qua, màu tím này nó sẽ lắng qua, và cái khuôn chúng ta không còn gì để có một cái lòng tin để chúng ta tồn tại. Người ta sống ở trên đời cần cái lòng tin, cần cái sự vươn tới. Vậy thì cái mặt nạ như thế này xứng đáng để chúng ta treo những cái người đã từng thất bại. Đây, bên này là một người nam. Đó, cái mặt tuồng, cái người mặt hắc bội có râu. Bên này là nam, bên này là nữ. Vậy thì khi nãy tôi đã nói tới điều khác biệt, người đàn ông màu đỏ, người đàn bà màu xanh, làm sao có thể chung đụng với nhau, có thể trở thành một gia đình để nói lời yêu thương suốt đời được. Vậy thì cái sự khác biệt là món quà của cuộc đời đem đến cho hai người, là một sự bổ sung cần thiết. Và ta phải hiểu rằng trong cái cuộc đời của mình thì nó có những cái lúc nó không vui, có những lúc nó giận hờn cái này nọ, ta sẽ xem nó là một tiểu tiết trong đời sống hạnh phúc. Chính những thách thức đó làm cho người ta yêu quý nhau hơn, chứ không phải là thách thức để rồi chúng ta nói là rủ nhau tới tòa để ly dị. Các bạn trẻ bây giờ bị cái đó. Đó, vậy thì là chấp nhận điều khác biệt ở đối tượng của mình,
là một phương cách tốt nhất trong hạnh phúc gia đình. Thưa chú, thì ở đây con thấy có một cái mặt nạ rất là to, rất là bự luôn. Và chú có thể nói về ý nghĩa của cái mặt nạ này được không ạ? Trước hết là tôi nói sở dĩ mà cái hát bội của người Việt Nam nó khác với lại kinh kịch của Trung Quốc, mặc dù cái hình thức nó gần tương tự với nhau. Tương tự không có nghĩa là mình copy của họ, cái này không. Cái văn hóa mặt nạ tuồng của người miền Trung nó rất đặc biệt. Nó đặc biệt bởi vì đó là sự sáng tạo của ông cha chúng ta. Đấy, thì thành ra là chúng ta phải tuân thủ theo cái cách sáng tạo của ông bà mình, nhưng không được phép mình lai với họ. Mình hòa nhập nhưng không hòa tan vào trong họ. Họ có một cái hộp màu mấy chục màu, họ vẽ tha hồ. Đấy, và họ vẽ theo quy định. Cái mặt ông Quan Công phải vẽ đúng như vậy, ông Trương Phi phải vẽ đúng như vậy. Mình không, người nghệ sĩ của miền Trung không. Là bởi vì ông bà chúng ta ngày xưa là một cái sống với nhau thành ra một cái tổ hợp. Tổ hợp gì? Họ đi từ cái vùng biển này tới vùng biển khác. Đó, trên tay của họ là một cây tam, họ vót cây tre để họ vẽ trên cái mặt của họ. Thì dĩ nhiên cây tre nó sẽ không lớn như là cái bên xô được. Đấy, thì thành ra nó tạo nên cái đường nét vẽ âm dương này. Muốn để cho nó sát cái khuôn mặt thì là phải có cái đường âm dương để tách biệt nó ra. Đấy, và cái hoa văn của ông bà của mình nó cũng hoàn toàn khác với lại của kinh kịch. Đấy, đây là những cái hoa văn chuẩn, những cái hoa văn chuẩn của người hát bội, của cái những khuôn mặt hát bội. Anh khóa cái đó ra thì anh không còn là hát bội nữa, anh sẽ bị lai qua một cái loại hình khác. Thì thành ra rồi tôi xin giới thiệu là đây là những đường nét vẽ của ông bà của chúng ta. Bây giờ tôi có phóng tác ra một chút, không sao cả. Mẫu thế hệ cho phép mình tự sáng tác, nhưng phải trong khuôn khổ của ông bà. Đó, mình làm nâng lên nó cho nó mỹ thuật hơn. Bởi vì bây giờ mình khả năng ăn học tốt hơn, mình tiếp thu cái độ văn minh tốt hơn, thì là mình lại tống tái lên một chút, nhưng vẫn phải tuân thủ theo cái bộ vẽ của ông bà. À, xin được cảm ơn những cái chia sẻ của chú đã cung cấp cho con rất là nhiều những cái kiến thức. Và thưa quý vị và các bạn, những cái chiếc mặt nạ đầy màu sắc như vậy không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà mỗi chiếc mặt nạ còn gửi gắm một cái thông điệp rất là nhân văn, rất là ý nghĩa. Đến đây thì thời lượng của chương trình Kiến thức cùng sống cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.